Với chuỗi lễ hội độc đáo và hấp dẫn kéo dài từ nay cho đến Tết Nguyên Đán, đại đô thị Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức tiếp tục ghi dấu ấn của thành phố lễ hội bởi sự kiện Light Up Christmas. Tiếp nối chuỗi sự kiện Light Up Grand Park, sự kiện Light Up Christmas được tổ chức với không gian ấm áp, ngập tràn ánh sáng với nhiều hoạt động giải trí thú vị. Cư dân và du khách được trải nghiệm con đường ánh sáng rực rỡ, tham gia bữa tiệc ánh sáng cùng cỗ xe tuần lộc, workshop làm đồ trang trí Giáng sinh cùng gia đình, từ đó lan tỏa tình cảm yêu thương sum vầy bên người thân trong những ngày cuối năm. Đặc biệt, bữa tiệc âm nhạc sôi động bừng sáng không gian lễ hội tại Vinhomes Grand Park đã tạo nên một thành phố rực rỡ đa sắc màu. Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức không chỉ là nơi an cư có không gian sống tiện nghi, hệ thống tiện ích, cảnh quan độc đáo, mà còn là tâm điểm vui chơi giải trí sôi động giữa lòng thành phố.